Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái video ghi hình lại cái lúc mà mình gắn lại cái cabin cho cái con xe cuốc của mình nha các bạn. Thời gian qua thì mình sử dụng cái dù mùa nước đó, nước lên cao qua cầu không lọt nên là phải tháo cabin ra. Thì ngày hôm nay gắn trở lại cho em nói nha. Đây, cái cabin bỏ đây. Bỏ thời gian cỏ nó mọc tùm luôn các bạn. Mình cũng mới vệ sinh lại nhưng mà kiến thì cũng chưa có lau kỹ nữa, để mình gắn lên xong rồi cái mình rửa mình lau kỹ lại cho nó dễ thấy đường làm nha các bạn. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo dõi mình gắn lại cabin cho con xe cuốc Sumitomo S265MA của mình nha. Thank you.
Ok, hiện tại thì mình đã lắp xong cái cabin vô cho em nó nha các bạn. Đây nha. Giấc này thì nhìn em nó đẹp trai hơn rồi nha. Hết hết trần trụi nữa rồi. Đấy. Đây là con Sumitomo S265 FA của mình nha. Rồi đến đây thì mình xin phép được tạm dừng video nha. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy cho mình một like. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bạn nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ kênh giúp mình nha, để kênh nó phát triển mạnh hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Rồi, chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.